sông đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó của nào chân hàn mặc tử đá hoa, ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa màn sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống quê nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa quá hết. Trách thay cho cơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tan thương. Mà khổ đau niềm riêng hàn mặc tơ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang. Mộng cầm hơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn thân tàn xin thế một mình đơn côi. Đường vào cô đơn đất quý nhơn gầy đón chân chàng đêm. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa. Chốn hoàng nghe chắc vơ xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mặc tứ nay còn đâu hàn mặc tơ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang. Mộng cầm hơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn thân tàn xin đi một mình đơn côi. Đường vào cô đơn đất quý nhơn gầy đón chân chàng đến. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa. Chốn hoàng liêu xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mặc tứ nay còn đâu. Cậu ơi, cậu, dạ, thưa cậu, ở đây có phải là nhà ông Tham nước mắm không? Sao lại có chức danh gì kỳ lạ vậy?
Dạ, thì ông chủ nhà làm tham sự sở tràng tiền mà bán nước mắm, thì gọi đại là ông tham nước mắm cho gọn mà. Ông vào đây làm chi? Dạ, không biết làm chi nữa, nhưng nếu ông cho vô rồi tôi ra. Không được, nhà có chủ chứ đâu phải là nhà chết chủ. Mà ông muốn vô thì vô, ra thì ra. Dạ biết là nhà có chủ, mà cậu đâu phải chủ nhà. Sao ông biết tôi không phải là chủ nhà? Chủ nhà sao không biết tôi? Nhưng mà ông là ai? Nghe nè, tôi là người cầm vận mệnh cho già trẻ bé lớn nam phụ lão ấu khắp hoàn cầu này. Xem. Thầy bói. Ừ. Đưa tôi coi. Ông đến xem bói ai trong nhà này vậy? Dạ, cô Thu Cúc có dặn tôi đến xem cho cổ, nhân tiện lấy giùm cổ. Lấy gì? Lấy giùm lá số tử vi. Hôm nay vợ tôi bệnh. Dạ, ông đây là... Kỹ sư Long, vị hôn phu của Thu Cúc. Hôn phu của Thu Cúc? Thơ gì đó? Thơ của thân chủ bốn phương gửi khen tặng tôi về tài bói toán mà. Cậu ơi, vừa rồi cậu bảo cậu làm tới kỹ sư. Kỹ sư canh nông. Kỹ sư canh nông? Vậy mà tưởng kỹ sư canh chừng. Dòm thấy cặp mắt cậu như dò xét, nhìn nhìn liếc liếc tôi hoài à. Nói vậy lo canh chừng không mà không có mời người ta ngồi gì hết trơn trọi. À, xin lỗi. Xin lỗi ông nghe. Mời ông ngồi. Ngồi bỏ ghét. À, vợ sắp cưới của tôi gặp ông ở đâu mà mời ông về đây vậy? Dưới gốc me. Dưới gốc me? Ừ. Gốc me nào mà ông làm gì dưới gốc me vậy? Dạ mỗi ngày tôi ngồi bói dưới gốc me, chuyên môn coi tướng coi tay với bói bài. Người ta gọi tôi là quỷ cốc tay sành, vì tôi đoán 10 chuyện trúng ngày cả 10. Vậy thì hân hạnh quá rồi, nhờ thầy xem thử giùm tôi coi vận mạng và tình duyên thế nào. Bây giờ cậu nói tuổi và ngày sanh tháng đẻ. Tôi tuổi Dần, sanh mồng 8 tháng 5. Hồi chảng vạng chiều má tôi chuyến bụng lâm râm, gần 2 giờ sáng mùng 8 tả sổ lòng. Tuổi Dần, tuổi của cậu là Nhâm Dần. Tuổi này học giỏi lại thông minh, còn về duyên nợ kỵ tuổi Thìn. Ông có kỹ hay là nói gì vậy? Bởi vì tuổi Thìn nó kỵ Long Vương, cậu tuổi Dần là con cọp mắt xương, đồng với cọp duyên nợ không có bền. Ông nói sao? Tuổi Thìn thì kỵ Long Vương, nhưng còn tôi tuổi Dần con cọp mắt xương. Nhưng chồng hay, vợ tôi tuổi Thìn đó. Vợ cậu tuổi Thìn? Để tôi coi. Ủa cha ơi, vậy là nguy cho cậu rồi. Cậu tuổi Dần quan phù thái tuế, cậu bị hạn quan phù. Cái gì mà phù là mệt rồi, phù mỏ phù mình rồi đó, thấy không? Năm nay cậu là bị sao La Hầu chiếu mạng nữa. Cậu nên đề phòng, bởi vì nam La Hầu nữ kê đô, đi buôn thì lỗ hổng vô đồng nào. Dạ mời bác sĩ ra đây. Gì đó kỹ sư con? Ba. Dạ. Dạ con coi bói. Kỹ sư mà cũng mê coi tướng số dữ ha. À, giới thiệu với bác sĩ, đây là kỹ sư Long, rể của tôi, chồng sắp cưới của cháu Thu Cúc đó. Còn đây là bác sĩ Tùng. Hân hạnh được biết anh Long. Chào anh. Chào anh. Kìa, cậu Phú. Ông đi làm nên không có việc. Cháu là Tùng, bạn cùng lớp với thằng Trí đó. Hồi nhỏ đi học ở trọ nhà của cậu nè, cậu quên rồi sao? À, Tùng... Tùng tung tung tùng tung chưa nghe tới trời. Trời ơi, Tùng La Ve là cặp bài trùng với thằng Trí thi sĩ đó. Nè, lâu quá rồi không gặp anh Trí. Nghe nói lúc này anh bỏ Quy Nhơn vô Sài Gòn lập nghiệp 3-4 năm nay rồi, mà cháu tìm hoài cũng không gặp nữa. Ủa, mắt cậu sao vậy? Cậu đau mắt hả? Đau mắt hột. Đau mắt hột? Nguy rồi đó nghe. Ngồi xuống đi, để cháu khám giùm cho. Để lâu là kéo màng đuôi đó. Đây đây nè. Yên đi mà để cho coi mắt thôi. Sao còn nhúc nhích và làm sao cho khám được? Nhốt. Cái nè. Kìa, cậu Phố chạy đâu đó? Cho địa chỉ của ông Trí đi cậu Phố. Cái thằng cha vậy kỳ cục. Đau mắt được bác sĩ khám mà còn chạy làm tàn. Tại ông muốn được đuôi đó ba. Có đuôi mới ra vẽ thầy bói chứ. Chắc vậy à. Ý ông thầy bói à, ông bỏ quên cái này nè. Thế nào ông cũng quay trở lại. Thưa ba, con lên lầu thăm Thu Cúc nha ba. Ừ, lên lầu đi con. Ủa, thơ của ai đây? À, thơ của thằng Trí. Của ông phải không? Dạ. Dạ cho tôi xin cái kia luôn. Làm thầy bói mà quên đồ nghề hoài, có ngày chết đói nghe ông thầy.
Dạ, bởi vậy quên hoài nên đói hoài. Dạ, cảm ơn ông. À, khoan đã, ông còn quên cái này nè. Dạ, quên gì đâu. Dạ. Dạ, cái thơ này là của thân chủ bốn phương khen tặng tôi. Nè, ông về mời cậu Trí đến đây. Ủa, nói vậy ông xé thơ coi rồi hả? Phải, mời cậu Trí tới để tôi nói chuyện gia đình với cậu ấy, trang trải món nợ lời hứa 3 năm. May quá. Tôi cũng tìm ông bà để nói chuyện gia đình. Tôi là cậu nó, cậu thay mặt mẹ. Ông bà có thể nói chuyện với tôi. Hai bên xuôi gia, nếu tâm đầu ý hợp thì cho tụi nó làm lễ hỏi. Dạ kính thưa. Xin lỗi, đã biết ý định của tôi ra sao mà ông đòi làm xuôi gia đòi cưới hỏi. Ý định ông thế nào? Ý định của tôi là nhờ ông mời cậu Trí tới. Tôi đại diện được sao? Không được. Sao vậy? Vì ông đến đây không phải với tư cách là một xuôi gia, mà ông đang đi lang bạc, làm cái nghề coi tướng coi tay, rồi ghé tạc vào đây. Thời buổi khó khăn, tính một trong đôi ba việc, anh xuôi anh cố chấp làm chi, tội nghiệp cho đàn trai. Tôi đã bảo ông đừng nói dội tiếng xuôi gia. Biết 3 năm qua rồi cậu Trí lấy vợ hay chưa? Trời đất ơi, tôi đã bảo cháu tôi còn origin chưa có đề phọt. Vậy chứ con gái của tôi đề phọt mê hết hay sao? Tôi nói hồi nào? Ông về đi chứ, ông đứng đâu nói hoài sao? Về thì về. Nè, và ông cũng nên nhớ, ông phải biết cái thân phận của ông và ông nghe cho kỹ cái địa vị của tôi. Tôi là Lê Trọng Đại, tham sự sở Tràng Tiền. Tưởng gì đó tôi biết rồi. Tôi biết ông là Lê Trọng Đại, mà ở nhà quê người ta nói đại là bự, mà nay làm chức tham ha, thôi giờ kêu Lê Trọng Bự. Tôi nhắc lại, tôi là Lê Trọng Đại, tham sự sở Tràng Tiền. Yeah, địa vị tên tuổi dài quá, nhớ không nổi đâu. Gọi tắt nha, tham Tràng Tiền, gọi tắt ông tham tiền. Chào bác. Coi sách cái gì mà dữ vậy? Đưa bác sách dùm cho một tay. Nè, phòng dành riêng cho cháu vẫn còn nguyên đó. Dạ, để cháu đem vào được rồi. Thì này má cháu gửi ra biếu bác 2 chai nước mắm Thượng Hảo Hạng mới sản xuất đó bác. Nếu bác thấy bán được á thì chị tới má cháu gửi hàng ra. Gì nữa đó? Dạ, sắp giấy quảng cáo các món hàng mới gửi bác luôn. Ai mà tới mua nước mắm á thì bác cho họ mỗi người 1 tờ. Xếp bác. Má cháu kỳ này giỏi đó ha, biết buôn bán, cái gì cũng vậy cháu. Đời bây giờ mà buôn bán thì phải quảng cáo, thấy không? Bác cũng vậy nè. Nước mắm của bác kỳ này bác cũng quảng cáo nữa. Để coi má cháu quảng cáo làm sao đâu. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm trên cành liễu đợi chờ. Ủa, quảng cáo nước mắm gì kỳ lạ vậy? Ê bác ơi, không phải đâu bác ơi, cái này nè bác à. Thôi cháu cứ tự nhiên nha. Cốt à, Mộng Cầm ở Phan Thiết mới vô nè. Thôi cháu ngồi chơi nha, để bác vô trong chút. Dạ. Hô, quý nè, làm người ta hết hồn à. Sao, bao giờ làm đám cưới vậy? Định cuối tháng 8 này đó chị. Nhưng nghe lão thầy bói nói, tôi ngán quá. Em ở đây tiếp chuyện với chị Mộng Cầm, anh đi mua thuốc. Gần 12 giờ, sợ nhà thuốc tan đóng cửa. Thôi em đi nghe chị. Hạnh phúc dữ ha. Còn chị, đến bao giờ mới cho tụi em uống rượu nè? Em hả? Khi nào gặp được ảnh rồi mới tính. Ảnh ở đâu? Làm nghề gì? Ảnh nè, làm nghề này nè. Hàng Mặc Tử. Người yêu của chị là thi sĩ Hàng Mặc Tử. Nghe nói ảnh là người Quy Nhơn mà. À ha, chắc mượn cớ ra đưa hàng rồi đi thăm ảnh luôn phải không? Đâu có, em đâu có biết mặt ảnh, mà anh cũng biết mặt em nữa. Ủa, rồi làm sao yêu nhau? Thì yêu thơ trước, rồi yêu người sau, chờ có khó gì đâu. Nhưng rồi làm sao và gặp nhau ở đâu? Ở tâm hồn, ở mối tình câm lặng, ở hy vọng đợi chờ. Nhưng biết đến bao giờ? Em đâu biết đến bao lâu mới thấy được mặt nhau. Tại mình yêu là do nơi mình yêu, rồi lỡ gặp
làm sao mà biết mà. Tình yêu có phép nhiệm màu, thế gặp là biết liền hả? Chị tin tưởng tình yêu của chị quá. Lỡ Hàng Mặc Tử có vợ hoặc có người yêu thì sao? Em nghe tên Hàng Mặc Tử. Hàng... Ủa cái tên gì đó mà em nghe sao nó nghèo quá chị ơi. Em hình dung nha, chắc già lắm đó. Nếu mà lỡ vậy hả, thì em vẫn còn yêu được thơ của Hàng Mặc Tử. Đâu có ai ghen hờn với người yêu thơ bao giờ đâu. Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ như chị vậy đó. Nhưng 3 năm rồi, bao nhiêu sự đổi thay, em sắp lấy chồng. Còn người ấy bây giờ ở nơi nào xa xôi quá. Có phải chị sợ chiều thu phất nắng mờ, chiều thu qua nở rụng, gió về lạnh lẽo chân mây vàng, người ấy sang sông đứng ngóng đò. Nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không, có thầm nghĩ tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Hai người đã yêu nhau tha thiết. Phải, người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa giống như tim vợ. Anh sợ tình ta cũng dở thôi. Phải mà, đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời gian khổ chết yêu thương. Người xa xôi quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui Thu Cúc. À, chị Cầm, đây là anh Trí, người mà em vừa nhắc đến. Dạ, chào ông. Dạ, dạ chào cô. Anh Trí, em vừa nhắc đến mối tình thơ của hai ta. Cảm ơn. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người mình yêu, nhưng ở đây, lúc này, tôi chắc chắn rằng Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện mua vui. Trong một vài khoảnh khắc như mây chiều bờ vơ hiu hắt, động giữa khung trời rồi cũng u buồn mà theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhắc chuyện tao phùng. 3 năm qua bây giờ đã khác, em sắp có chồng, tôi vẫn lạnh lùng chơi gió sương.
trọn ba năm qua anh ở tình bị phụ hay kẻ bị phụ tình cũng cùng một nghĩa mà thôi. Đã biết người yêu không còn chờ đợi, ông đến làm chi thêm hận tuổi giao lòng. Ông Tham có mời tôi, tôi không đến sợ ông buồn. Chứ còn... Xin phép tôi vào trong. Ba em mời anh đến. Làm sao ba em biết anh mới về? Tôi có gửi bức thơ nhờ cậu Phú đem lại, báo tin là tôi đã về. Nhưng vì một sự sơ hở, bức thơ không đến tay người tôi gửi, mà lại lọt vào tay của ông chủ sự. Trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ vậy mà tôi mới biết người yêu tôi hôm nay đã... Phải, em đã có chồng. Anh hãy tha lỗi cho em. Không, em không có lỗi gì đâu. Em ví như một cánh hoa lộng lẫy giữa vườn xuân. Còn tôi là một kẻ giữa vườn phạm thượng dám yêu hoa mà lại bất tài, không dung sới cho hoa được hương nồng nhị thâm, nên trở thành một kẻ si tình bạc số vô duyên. Tôi ước mong làm tươi thắm vườn hồng, nay em theo chồng thôi rồi hết mong. Làm giàu giác ngu hùng thơ. Anh cứ trách em đi, cứ hờn em đi. Ba cái xuân rồi anh ở đâu? Mình em ca khúc biệt ly. Đêm đêm ngồi chép thiên tâm sự, thu lạnh em còn lạnh đến đâu. Anh Trí. Đúng ra thì cái tên Trí, cái tên Nguyễn Trọng Trí, thơ ký phù đồng của Ty Công Chánh Quy Nhơn, đã bị người ta khai tử ba năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên đó nữa. Cũng như hiện tại, tôi không có quyền gọi tên Thu Cúc, mà ngày nào tôi thường mượn tên em để gợi ý đề thơ. Ngày xưa là dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi xin được phép gọi em là Bà Kỵ Sư Long. Còn tôi, lúc nào cần, bà cứ tự nhiên kêu tên tôi là Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử. Như vậy là bà kỹ sư đã quên được tôi rồi. Hàn Mặc Tử, tôi đang gọi một cái tên xa lạ nào đâu. Dù tên đó đang ở trên cao, tột cùng danh vọng, dù tên đó đã đem lại cho người ta một nguồn vui sống,
Chứ còn tôi chỉ nhớ đến một tên Trí, một cái tên đã từng đem đến cho tôi bao nỗi sầu nhớ buồn vui. Lần đầu khi nói tiếng chia ly, còn hẹn ngày mai đẹp ước thề. Sau buổi tương phùng chua xót quá, là ngày em khoác áo du quy. Cuộc tự ly thảm quá người ơi, ngàn năm xa cách duyên ta đành rồi. Nhắc ai qua thốn thức niềm riêng, ai làm tan vỡ đôi tim. Cuối đường mong ước xa rời tơ duyên, đường vào yêu mỗi góc hành nhân. Đời ta ra lối công dương nở lòng như sóng gió trùng khơi, âm thầm nghe tiếng thu sang muôn đời vẫn nhớ. Chuyên lòng ly tan, nhưng định mệnh khắc khe và lòng người nghĩa cay trao trở, nên chuyện lửa đôi duyên nợ không thành. Anh rời quy nhân vô tận Sài Gòn, 3 năm qua anh không hề cho tôi hay biết gì về tin tức, và cũng không ai biết anh sống chết ra sao. Rồi bây giờ anh về thì đã hết thương nhau, anh không cho tôi gọi cái tên Trí nữa, cái tên mà 3 năm qua tôi vẫn nhớ, dù rằng tôi sắp cất bước theo dòng. Trí, bà lại gọi đến tên Trí nữa rồi. Em sẽ gọi tên Trí suốt cuộc đời. Bà gọi đến tên Trí, rủi ông kỹ sư Long ông nghe được thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao để chạy tội cho bà đấy chứ. Tôi muốn bà và kỹ sư Long có hạnh phúc. Long không cắm được tôi ngược dòng dĩ dàng. Long là một kỹ sư chứ không phải kẻ tầm. Tình của một cô gái nọ gặp người yêu cũ trước ngày mặc áo du quy. Bởi anh về rồi anh lại ra đi, mang thơ nhạc khiến cho đời sương gió. Chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng son trưởng già. Sống trong ao tù như vậy thì trên thế gian này không còn ai có hạnh phúc cả. Tôi cứ tưởng là lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa của một cuộc đời đầy hoa mộng, rồi sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng sẽ như ai tay bê tay bồng.
Lúc bấy giờ bà đã đi vào bổn phận, bổn phận làm vợ, làm mẹ, thì bà đâu còn thì giờ nhắc chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên Hàng Mặc Tử, cái tên bà vừa bảo là khó nhớ, khó thương, mà ngay cả tên cũng con của tôi là Trí, bà cũng quên luôn vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi, ông là ai? Ông đến đây đi làm gì? Rồi bà cô mỏi trong trí nhớ, khi nhận được nhau rồi thì tôi với bà tóc đã ngả màu xưa. Người ta bảo đàn bà thường lắm chuyện, cậu là đàn ông mà sao cậu nói nhiều quá hả? Dạ, dạ chào ông chủ sự. Cậu không còn là thơ ký, cậu không còn với quyền của tôi, chào như vậy là trái phép hành chánh nghe chưa? Tại vì ông chủ làm công chức lâu đời cho nên ông hay méo mó nghề nghiệp. Chứ thật ra chào ông, chào bác, chào anh gì đó chẳng qua là phép xã giao bình thường để biểu lộ sự kính trọng nhau mà thôi. Nói nhiều quá. Móng Cam à, Móng Cam, cháu đưa Thu Cúc lên lầu đi. Nó mới hết bệnh á, nó ngồi đây hồi chắc nó trúng gió độc nó chết quá. Đi chị Cúc. Anh Trí, hãy gọi tên tôi là Hàng Mạc Tử. Hả? Hàng Mạc Tử? Trời ơi, người mà tôi tìm kiếm, mơ ước bấy lâu nay bây giờ là đây à? Hàng Mạc Tử. Sao vậy? Người trúng gió hả? Trúng gió hả? Tôi nói hay không? Ngồi đây là hồi nào trúng gió, đưa nó lên lầu, mau đi. Cậu về sao không tới tôi? Dạ, thưa tới rồi. Cậu đợi tôi mời cậu mới tới. Dạ, đó là luật thừa trừ. Vì trước đây 3 năm tôi cũng đợi ông chủ đuổi tôi mới đi. À, bây giờ có dịp cậu trả thù phải không? Dạ tùy, ông chủ muốn hiểu sao cũng được. Không phải tôi hiểu mà cậu phải hiểu chứ. Cậu phải hiểu, cậu hiểu chưa? Dạ chưa. Cậu phải hiểu chứ. Cậu hiểu rằng con Thu Cúc nhà tôi sắp tới ngày thành hôn, nên ông mời tôi đến đây để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu, cậu chẳng nợ tôi. Vâng, chỉ có lời hứa mà thôi. Giờ cậu muốn gì? Giác đơn đi kiện hay muốn giảng hòa? Dạ, nếu đi kiện thì kiện ở tòa nào, đâu ai xử để mà mình thưa. Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng người đen bạc. Tôi đã thành tài nổi danh, ông có giữ lời hứa hay không? 3 năm trời cậu vắng mà tin. Ông đã cấm tôi thư từ, chắc ông vẫn chưa quên chứ. Nhưng bây giờ đã muộn. Không, tôi về vừa đúng hẹn. À, như vậy rồi sao? Muốn gì nói đại. Tôi nói ông tệ thiệt tệ à. À, tệ cũng được thôi. Bây giờ cậu muốn gì? Bắt đền tôi phải không? Được rồi, muốn bao nhiêu nói đi tôi đền cho. Ông nói gì mà tệ quá vậy ông chủ? Tôi có thể hái trăng sao để kết thành dần thơ đem bán giữa chợ đời, chứ không thể tệ bạc đến nỗi đem ái tình mua chát bán buôn. Tình yêu, tình yêu nó là cái gì thiêng liêng ích kỷ, cất giữ cho riêng mình. Nếu thảm bại sẽ trở thành một kẻ thất tình sầu khổ tương tư, chứ không thể đem ái tình mua chát bán buôn. Dạ thưa ông chủ, có lẽ lúc còn nhỏ đó, ông chủ thường mua bán ái tình quen tay rồi cho nên... Đừng có nói tầm bậy. Tôi không có mua bán ái tình. Nhà tôi chỉ bán nước mắm thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Ông mời tôi đến đây không nói không được. Nói rồi. Chưa đủ. Cậu còn muốn gì nữa? Tôi nhớ 3 năm về trước, tại căn nhà này, Khi cháu là ảnh thơ ký nghèo, lương không đủ sống để nuôi thân. Cùng lúc đó, tình yêu của cháu và Thu Cúc như một đài hoa vừa chớm nở. Cậu muốn tôi nhắc lại lời hứa 3 năm về trước? Lời hứa đó bây giờ không còn cần thiết nữa. Tôi muốn chính miệng ông nói là ông đã phản bội lời lời hứa của 3 năm về trước. À, thì ra mày... Thưa ông, tôi nghĩ khi nói chuyện với nhau đó, thiếu gì những ngôn ngữ tốt đẹp để nói. Có đâu mà ông dùng những từ mày tao mây tớ. Thì bây giờ cậu muốn... Tôi muốn ông nhớ lại lời hứa 3 năm về trước. Còn bây giờ tôi nói cho cậu biết, con gái tôi đã là bông hoa sắc nước hương trời. Khắp đất nguyên nhân này không ai dám sánh, bởi nó đẹp tuyệt trần, tây thì tế thế còn phải quy hàng. Bởi vì con gái tôi con nhà giàu sang, đẹp lại thông minh, chớ đâu phải phường hạ tiện cửa nhà sập sệ, mà cưới hỏi sờ sờ áo vải quần thô. Nhưng 3 năm trước cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Nhưng 3 năm trước lời hứa nó không còn nữa. Cậu về đi. Ông Tham, bác Tham, bác cho cháu gọi lại tiếng bác của 3 năm về trước, ngày mà cháu làm một thằng thơ ký nghèo, lương không đủ sống để nuôi thân, để được nghe bác phủ phàn từ chối cuộc hôn nhân. Khi cháu nhờ may mối đêm trầu cao giảm hồi, làm sao mà nhận được? Bác bảo là muốn lấy con gái của bác phải có nhà, có cửa. Đúng. Có sự nghiệp công danh. Đúng. Chớ ai lại gả con cho một thằng thơ ký, mỗi tháng tiền lương chỉ mấy trăm đồng, không đủ tiền ăn sáng. Bác biết không, cháu đứng tại đây mà nước mắt lưng tròng. Mâm trầu cao đi làm lễ hỏi, cháu ngỡ vàng bạc giấy tiền đi điếu một đám tang. Bác bảo về đi và kỳ hẹn lại 3 năm, ráng nhịn uống nhịn ăn để dành lương thơ ký, hoặc đem mấy bài thơ mày đi bán rẻ cho mấy người điên ngắm giữa chợ đời. Rồi bây giờ cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người điên mua thơ của cậu? Dạ nhiều lắm bác ạ. Mong cầm nói tiếp với bác con. Thơ của ảnh bác đọc rồi. Hồi nào? Có điều bác đọc nhiều thơ của ảnh mà chẳng biết yêu người sáng tạo. Trong lúc người điên đọc thơ ảnh còn biết tên biết tuổi kẻ nặng hốc nặng tim. Anh Hàng Mạc Tử, tôi là người từng mến chuộng thơ anh, tôi xin được làm quen với Hàng Mạc Tử. Để trần gian này có thêm một người điên nữa, được đọc thơ anh ngạo nghệ giữa chợ đời. Tôi từ Phan Thiết ra đây, chỉ có thơ anh tôi chọn làm đối bằng. Bãi biển Quy Nhơn chắc đêm nay đầy trăng sáng, tôi muốn diễn một lần mà chẳng có ai quen. Đúng là đồ điên. Mong cầm vô trong đi, ở đây hồ điên theo nó. Thôi để bác vô. Dạ, dạ xin lỗi. Tôi là Mộng Cầm. Còn tôi là Hàng Mạc Tử. Vâng, tôi biết. Và tôi hằng mến mộ thơ anh. Cảm ơn. Tôi là người sinh trưởng tại Quy Nhơn. Giữa tôi và Mộng Cầm nếu không thông cảm với nhau về thơ văn, thì bổn phận người địa phương cũng có thể giúp khách nhàn du khi họ cần tìm đến. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng ở đời khó tìm thấy cảnh thanh bình như đêm trăng ngoài bãi biển Quy Nhơn. Đêm nay đúng trăng 16, Mộng Cầm muốn diễn tâm một lần cho biết. Nhưng thơ khúc thì chẳng rảnh rang, chẳng biết nhờ ai dẫn dắt cho Mộng Cầm. Xin lỗi, lẽ ra em không nên nói với anh bởi ngại ngùng anh không có thời gian. Tôi sinh trưởng tại đây nên biển Quy Nhơn nào có lạ. Tôi với Mộng Cầm nếu không thông cảm về thơ văn, thì bổn phận người địa phương cũng giúp Mộng Cầm khi Mộng Cầm muốn viếng biển Quy Nhơn. Về có mấy ai hân hạnh như Mộng Cầm, mới ngỏ lời đã gặp khách tao nhân. Chỉ tiếc là lúc này tôi... Hàng Mạc Tử, em chỉ sợ làm phiền anh. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đời gió đông về để lạ lời. Hoa lá say tình không muốn đồng, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trời ơi,
ơi, tội nghiệp cho anh chị tôi, có đứa con gái điên rồi. Vô tình để gió hôn lên má, bèn lẹn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ Lan Quân em biết được, nghi ngờ đến cải tiết trinh em. Trời ơi, hai đứa nó điên rồi, nó không biết trời trăng gì nữa hết. Con điên gặp thằng điên. Dạ, xin phép bắt cháu đi. Và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Vâng. Hàng Mặc Tử, Mộng Cầm xin được tiễn chân anh trên một đoạn đường. Vinh hạnh. Trời ở trong
hôm nay chẳng qua. Không có niềm trăng và ý nhạc, có nàng cũng nữ nhớ thương vua. Hay quá cậu. Hơi bay ngâm hay hơn hơi tao nhiều. Trời ơi, cậu về mà làm cho hết hồn ha. Tao cũng giật mình đó chứ. Chứ tưởng là ảnh chứ. Trời ơi, tưởng ảnh. Nó về thì mặc nó về. Mai định làm thơ thì cứ việc làm thơ, chứ gì sợ. Cháu đâu có biết làm thơ. Ừ. Cháu đọc trộm thơ của ảnh đi chứ. Nè, ảnh về cậu đừng có mét nha, ảnh la cho tội nghiệp nha. Mày làm như tao nhiều chuyện lắm vậy đó. Ai nói lại làm chi, mà nó rầy cái gì. Được phụ nữ hâm mộ thơ văn là vinh hạnh cho nó chứ bộ. Cậu. Thiệt mà, được người như cháu. Cậu. Gì vậy, mặt mày meo xẹo vậy? Thôi cậu đừng có nói nữa. Cháu biết thân phận của cháu rồi. Cháu đâu có phước như những cô gái khác. Được ảnh săn sóc nè, được ảnh chiều chuộng nè. Tại... Cháu ơi, tại cháu mang mặc cảm là cháu... Chứ thật ra thằng Hàng Mặc Tử nó mang ơn cháu nhiều lắm. Ôi ơn nghĩa gì cậu. Dọn dẹp dùm cho ảnh mấy cái tập sách, để ngăn nắp lại mấy bài thơ, quét tước lại cho sạch sẽ căn nhà. Rồi thỉnh thoảng lo cho ảnh vài bữa cơm ăn cho ngon miệng. Rồi giặt dùm ảnh vài bộ đồ. Nói cậu nghe nè, làm cái gì á cháu cũng không có ngán. Mà sao giặt đồ cho ảnh cháu ngán quá à. Thiệt tình đó nha. Tao không biết làm sao à. Thi sĩ là một nè, họa sĩ là hai. Tao nói không phải nịnh chứ, trăm thằng ở dơ hết chinh chinh rồi. Mà nó ở dơ vậy nha, mà nó có tài nói chuyện với gái đó chứ. Nè, cậu nói cho cháu nghe, không phải cậu nói ân nghĩa bây giờ đâu. Cậu muốn nói từ trước, hồi mấy năm nay lận. Hồi thằng Hàng Mặc Tử nó chưa nổi danh, hồi nó còn là thầy thơ ký quèn với số lương chết đói. Hồi đó cũng như bây giờ, trước sau gì thì Mai Đình cũng chỉ là cô gái láng giềng, người cùng chung lối ngọ. Ngăn cách một vuông rào nên hai đứa dễ làm quen. Thấy anh ham làm thơ mà quên việc sách đèn, đành dán dở việc bút nghiêng phải xin đi làm chân thơ ký. Cháu thương anh là thương từ ngày đó, ngày mà anh còn mang cái tên Tri với lứa tuổi hoa niên. Ham làm thơ mà tôi lại không tiền để mua giấy mực bút nghiêng. Cháu lo sợ anh buồn, cháu chạy về nhà vẽ ông lấy tiền ra số bạc 200 dành giúp từ lâu để cho thơ khỏi cả. Cháu ơi, đó là nghĩa, là ơn, là cả một tấm lòng. Kẻ có tâm hồn thì không thể nào quên. Cậu khuyên cháu hãy dừng lòng, ráng mà chờ đợi cháu. Đâu phải cháu đem chuyện xưa nhắc nghe lại, để anh nghe mà thương ai cho. Nói vậy cháu, hồi trước anh chưa nổi danh thì cháu còn hy vọng, chứ bây giờ thì... Trời ơi, mày nói gì mà như đất lỡ trời nghiêng. Tao giống từ trên trời rơi xuống quá. Thôi được rồi, ngồi xuống đó. Chi cậu? Thì ngồi đi. Ngồi chi? Đưa tay tao coi. Hả? Đưa tay cậu coi. Ừ. Nè, chi cậu? Nè mày thấy không, trong bàn tay có một đường chỉ mà tiếng Tây gọi là linh được cưa. Hiện lên nói rõ chuyện riêng tình, gọi là đường dơ.
chồng, theo đường chỉ tay về vấn đề duyên nợ. Thì cháu chỉ yêu một người duy nhất mà thôi, có ăn ở với nhau không mà chuyện này chưa biết được. Phải chờ tới ngày rắn lông đầu bạc mới biết được rõ ràng, vì đó là chuyện mai sau. Cậu đó thật hay, cháu xin khâm phục. Người yêu cháu là ai, cậu nói cho thành thật. Người này làm nghề văn chứ không phải nghề võ, cháu yêu trong âm thầm, có đúng vậy không? Vậy làm sao cháu có thể mở lời? Cậu có cách nào giúp đỡ cháu được không? Trời ơi, cậu đâu biết người cháu yêu là người nào. Người ấy đây nè, mời cậu hãy xem. Mày yêu giấy hả mày? Coi đi rồi biết. Gì đây? Hàng Mặc Tử. Tôi sao? Ha, mày về đúng lúc quá. Yeah. Mai định nó nhờ cậu nói với cháu là... Kỳ lắm. Hả? Tôi sao kỳ? Ai nói mày kỳ? Nó nói... Thôi cậu, có mặt cháu đây cậu nói kỳ lắm. Thì mày đi lại đằng kia kìa, bịt mắt, bịt lỗ tai lại tao nói. Thôi giờ em về bển rồi nha. Ừ. Em về nha anh Trí. Em về chút xíu em qua nha. Về với cậu. Về đi, lát nữa qua nghe tao tuyên bố kết quả. Nhưng tao nghi rớt quá, đậu nổi gì, mặt này buồn quá. Cháu biết Mai Đình nhờ cậu nói với cháu việc gì rồi. Vậy là mày giành nghề thầy bói của tao ha. Cậu à, cháu có đọc quyển Đời Người qua ánh mắt của một nhà tâm số học. Sách nói mắt Mai Đình sao, bồ câu hay bồ lạch? Mắt nàng nhìn cháu với sự triều mến, với ước vọng thiết tha. Rồi giờ mày tính làm sao? Cậu tính sao? Chuyện của mày với chuyện của tao, sao biểu tao tính mày? Cậu à, việc gì đã xảy ra mấy ngày nay thì cậu đều biết hết rồi. Đối với Thu Cúc thì tình cảm của cháu kể như đã dứt khoát. Tránh được tiểu nhân chứ gần hay lật lọng lắm. Tao muốn nói chuyện Mai Đình kìa. Sao? Dạ, chà, đối với Mai Đình chà, thì... Ngần ngừ, chắc Mai Đình lọt sổ quá ha. Cậu à, đối với Mai Đình thì cháu chỉ xem cô ấy như một cô gái láng giềng hiền hậu. Cậu, cháu nhờ cậu an ủi Mai Đình giùm cháu. Cậu an ủi nó mấy năm nay rồi, đâu cần đợi tới bữa nay cháu nhờ cậu mới nói đâu. Nếu vậy thì cháu không thể ở đây lâu. Cậu à, chút nữa Mai Đình qua đây đó, cậu kêu Mai Đình bỏ mấy bộ đồ vô vali giùm cháu, để sáng mai cháu đi Sài Gòn sớm. Rồi mày có đem nó theo không? Vào Sài Gòn đem Mai Đình theo làm chi hả cậu? Đâu phải Mai Đình. Chê, mày làm như tao không biết gì hết vậy. Quá trời mà. Mấy đêm nay đêm nào hai người cũng dắt nhau ra bãi biển tâm sự tới khuya, ngâm thơ cho biển nghe. Sao nay về sớm quá vậy? Mỗi lần tới 1-2 giờ lận mà. Dạ hôm nay Mộng Cầm bị cảm, cho nên cháu đưa Mộng Cầm vào nhà trọ sớm hơn một bữa. Vậy mà tôi lại cứ ngỡ Mộng Cầm còn ở đây nên đến tìm. Hồng Sương, em ở Sài Gòn ra đây hồi nào? Chắc anh ngạc nhiên về sự có mặt đột ngột của em lắm phải không? Thằng cháu tôi nó nói cô ra hồi nào không cho nó hay, chứ nó chưa có hỏi tại sao cô ra đột ngột. Ủa bác, nãy giờ bác ở đâu mà sao cháu không thấy? Nhờ tôi nhỏ con giống con voi nên con không thấy. Dạ thưa bác, vậy cháu mới ra. Cổ mới ra trong lúc mày chưa vô. Ha, chắc cô ra tìm nó vô. Dạ, chứ tìm vô đâu? Ủa, nói vậy con không phải nhà báo sao? Dạ không phải cậu à. Trời ơi, vậy lọt rơ rồi. Sao không giới thiệu ai biết? Đây, cháu sẽ giới thiệu cho cậu biết. Đây là Hồng Sương, một nữ độc giả ái mộ thơ của cháu đăng trên báo, chứ không phải là nhà báo. À còn đây, giới thiệu với Hồng Sương, cậu Phú, cậu tôi. Dạ. Yeah. Hồng Sương, em ngồi đây nhé, anh vào trong lấy nước. Dạ, cháu hân hạnh được biết cậu. Dạ. Yeah. Coi bói hả? Dạ không, dạ cháu muốn bắt tay với cậu mà. À ha, bắt tay hả? Dạ. Lịch sử quốc tế hả? Sẵn coi bói luôn, không có lấy tiền. Chà, bàn tay này nhiều chỉ quá. Rắc rối cuộc đời, rắc rối cuộc đời. Tình yêu lãng quảng. U cha ơi, bàn tay này số sau này đi tu á. Cậu. Ừ, thiệt mà. Nhưng sẵn đây tôi cũng cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã mến mộ thơ của cháu tôi nên lặn lội ra tới đây. Mà sao cô biết nhà hay quá vậy? Nhà không có số mà. Dạ cháu biết nhà được là nhờ ông bà Tham, đại lý hãng nước mắm ở Quy Nhơn cho cháu địa chỉ. Còn lý do cháu tìm gặp Hàng Mặc Tử
chẳng phải vì quá mê thơ. Như lời câu nói vừa rồi, vậy là tôi bói sai, lạc quẻ rồi sao cô? Cháu tìm đến đây để gặp mặt, mong cầm về câu chuyện gia đình. Đang tin việc hôn nhân, vậy xin lỗi cô là chi? Cô là cái gì của cháu mộng cầm? Nó kêu cháu bằng gì? Tên cháu gọi Hồng Sương. Mỗi lần ra Quy Nhơn, nó chỉ ở vài ngày, nhưng nay đã hơn một tuần. Không hiểu có chuyện chi, giờ mới hiểu ra nó cảm mến một người mà người đó lại là nhà thơ Hàng Mặc Tử. Tôi với Mộng Cầm quen biết chưa được một tuần nay. Em có hỏi gì đâu mà anh vội cũng khai. Dạ, dạ thưa cậu hai. Tôi thứ 8 chứ không phải thứ 2. Muốn kêu chắc ăn mà kêu theo lịch đó ha. Thì cô kêu tôi là cậu chủ nhật đi. Dạ, dạ, dạ không có gì lộn xộn đâu. Dạ thưa cậu, dạ cậu chủ nhật. Không có gì lộn xộn thì cô về cho cô ở đây làm chi. Mà cô không về tức là có chuyện lộn xộn. Mà có chuyện lộn xộn thì không muốn có người nghe. Mà không muốn có người nghe thì tôi ở đây làm chi? Dạ dạ, dạ thưa cậu. Hả? Vậy là muốn tôi nghe ha? Dạ. Yeah. Cười nhẹ quá là muốn đi lẹ ha. Vậy để người ta đi đi làm mất trứng. Bây giờ thì anh đã hiểu sự có mặt của em tại đây rồi chứ gì? Hiểu. Em là dì ruột của Mộng Cầm thật sao? Anh không tin à? Tin, nhưng... Đã tin thì đừng có ngờ vực. Định mệnh cai nghiệt trớ trêu là ở chỗ đó đó. Trớ trêu cai nghiệt là khi nào hai dì cháu cùng yêu một người, hoặc ngược lại một người cùng yêu hai dì cháu kìa. Anh đã yêu Mộng Cầm rồi sao? Tôi và Mộng Cầm quen nhau chưa tròn tuần nay. Còn em với anh thì là đã bạn từ năm này qua tháng nọ. Em không thể đem thời gian lâu mau của tình bạn mà đòi hỏi tình yêu. Cũng như một tay đua không thể căn cứ vào sự hiện diện của mình tại mức khởi hành mà đòi hỏi ban tổ chức phải trao phần thưởng khi cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Nhưng em thiết nghĩ người chủ giải theo dõi cuộc chạy đua phải đủ sáng suốt để nhận định ai là người thắng cuộc khi đã gần tới mức ăn thua chứ. Chưa có thể biết được đâu, vì giờ chót thường xảy ra tai nạn bất ngờ. Hơn nữa đường còn dài, cuộc đua còn nhiều chẳng. Anh không có một lời khuyến khích nào đối với em sao? Trong cuộc đua rắc rối này, tôi cần vô tư và không thiên vị. Thôi thì em cũng ráng sức mà tranh đua, dù cuộc đua chỉ có hai người. Không phải hai người, mà sau lưng em còn nhiều người khác nữa. Đã ở sau lưng em thì không phải là đối thủ. Em không sợ những người đó, mà em chỉ cần lưu ý một đối thủ đang ở kè kè bên em. Phen này phải ăn thua đủ, chuyện một mất một còn, chưa biết ai là người thắng thế. Nhưng Mộng Cầm là cháu của em kia mà. Dù nó là cháu em là dì của nó, hai dì cháu yêu một người, ôi thật là mãi miên. Vậy thì ráng nhường nhịn nhau, kẻo thiên hạ họ chê cười. Thì anh khuyên nó nhường nhịn em đi. Tôi làm sao khuyên được Mộng Cầm? Nó phải về tin việc hôn nhân, đó là bước đầu em thắng đối phương. Và khi nó bắt buộc phải lấy chồng là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh. Xin lỗi, cho phép tôi được ngắt ngang câu chuyện. Mai Đình, em... Xin lỗi,
Có phải từ nãy giờ cô đứng sau tấm vách để nghe lén câu chuyện không? Dạ đâu có. Tôi đi thẳng từ ngoài cửa cái vô đây mà. Tôi không có nghe gì hết rồi nha. Dạ nhưng xin cô yên tâm đi. Vì trong cuộc đua này tôi không phải là đối thủ của cô. Vậy mà nói không nghe. Dạ tôi nghe sơ sơ. Sao có chuyện gì không em? Dạ có một ông khách nhà em trao cho anh tấm danh thiếp này. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Bác sĩ Hoàng Văn Tùng. Bác sĩ Hoàng Văn Tùng rọi phổi, rọi tim, rọi... rọi thấu tâm hồn của kẻ cô đơn và người hạnh phúc. Khỏe mạnh không? Cảm ơn khỏe. Anh Tùng Hồng Sương, anh không ngờ hai đứa mình còn có ngày hội ngộ hôm nay. Có thể ngờ lắm chứ sao không anh? Bộ hai người quen hả? Thôi ngồi Tùng. Hồng Sương ngồi. Thôi được rồi, bây giờ hai người ở lại đây ha. Hai người ngồi đây, tôi ra trước tôi kiếm cà phê. Mà kiếm đặc biệt là cà phê Ban Mê Thuộc vô đãi cho hai người nha. Tùng ngồi đây nha. Anh Tùng, anh mở phòng mạch ở Quy Nhơn này sao? Phải, thích mở phòng mạch ở Đà Lạt thì đúng hơn. Tại sao? Tại em. Tại em? Tại sao là tại em? Đúng, tại em. Tại em nên anh không đủ can đảm ở Sài Gòn sau khi em đã từ chối lời cầu hôn của anh. Hồi còn học chung ở trường thuốc, anh cũng dư biết là em rất yêu thích văn thơ. Cho tới hôm nay, mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu trong quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ lại, anh vẫn còn tự hỏi bởi lẽ nào em từ chối cuộc hôn nhân. Trong lúc em chưa mở cửa tim ân tình, giờ thì anh đã rõ ràng sự thật, chắc không còn ngờ vực. Nhưng sự thật là chi và em muốn nói gì? Là bạn học chung trường hồi còn thơ trẻ, đến khi lớn khôn mỗi người đi một ngã, để lo sự sống và tương lai xa nhau gần 3-4 năm nay. Anh có ý nghĩ gì về cuộc gặp gỡ hôm nay? Theo anh thì cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có hơi bất ngờ. Nhưng dù sao thì anh cũng vì tình là bạn và biết thế nào là bổn phận. Chờ tiếng nói của anh để cho em yên lòng. Anh còn biết nói gì hơn là lời cầu chúc, chúc em với bạn mình được bền duyên tơ tóc. Anh Tùng, anh nói thật tình hay chỉ là xã giao thường thức? Lòng còn giống tưởng đến em mà mấy năm rồi chưa thể lãng quên. Anh Tùng, anh đã quên em được chưa? Tại sao em cứ mãi hỏi tôi câu đó? Khi em đã quên tôi và hiện tại em đang có người yêu. Hàng Mặc Tử chưa phải là người yêu hiện tại của em, nhưng em tin tưởng ở tương lai em sẽ chiếm được tim chàng. Nếu như anh... Nếu anh đừng có mặt nơi đây, nếu anh đừng đến thăm Hàng Mặc Tử hôm nay, em muốn nói như thế phải không? Không, em muốn nói... Em đừng sợ. Đừng sợ một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngại cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc lá rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng trên mặt hồ thu em đềm không gợn sóng. Nếu cần,
anh cũng xin đem tình anh đây lót thay thảm cỏ, cho em bước du quy để người anh yêu đặt gót chân hồng. Dùng quen cho em một hạnh phúc vuông tròn, nếu là ngày xưa cô dâu ngồi trên kiểu cưới, anh tình nguyện làm một gã kiểu phu. Nhưng thời nay chứ không phải thời xưa, em lên xe qua có kẻ đón người chờ, anh đứng bên lề vỡ nón tiễn đưa, rồi lặng lẽ cúi đầu mà giá tờ giấy vàng. Thật là anh cúi đầu giả từ dĩ dãn không? Anh giúp cho em thật không? Anh hy sinh cho em thật không? Em thử đưa ra một điều kiện nào đó, xem anh có phải là kẻ biết giữ lời hứa hay không? Anh Tùng, em không bắt anh vợ non cúi đầu giả từ dĩ dãn, cũng không đem tình anh thay thảm cỏ lót chân hồng. Em chỉ xin anh hãy làm một người hùng trước mặt Hàng Mặc Tử, hãy coi em như tình bạn, cứ tình bạn thông thường không pha trộn tình yêu, để trên đường em đi không dương dắt trong gai, không sỏi đá làm đau gót chân ngà ngọc, không giọt sầu đồng trên mắt tiếc, không nhạt môi cười vì héo nổ tâm xung. Trách em không đáp lại tình anh mong mỏi, nhưng mà chính em cũng không biết tại sao em lại có nhiều thay đổi đột ngột ở tâm tình. Hồng Sương, khi mới bước chân vào đây, anh và em đã ngỡ ngàng để Hàng Mặc Tử bỏ đi nhường cho hai đứa tâm sự. Chắc bạn anh nghĩ cuộc tương ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho hai kẻ yêu đương. Anh cũng không ngờ đến đây tìm thăm bạn lại gặp Hồng Sương, và đột ngột quá khi em cho biết em yêu Hàng Mặc Tử. Nhưng anh sẽ vì em tất cả để nói với Hàng Mặc Tử rằng em là bạn của anh. Có thật không? Rồi nếu như Nghĩ Nghĩa Kim Bằng Tử mời anh ở lại, anh sẽ hẹn bạn lần sau, nhưng mà không đến bao giờ. Anh Tùng, có thật như vậy không? Anh không để cho em thất vọng đâu. Xin cảm ơn anh. Dạ, chủ nhà có nhờ tôi nói lại với ông bà. Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ là đôi bạn. À, dạ xin lỗi, dạ nhờ tôi nói lại với đôi bạn cứ tự nhiên. Nhắn với ông thì Hàng Mặc Tử có bảo rằng. Bảo sao? Này tôi nói nguyên văn nha. Tình bạn thì có thể gặp gỡ rất nhiều lần, chứ còn tình yêu thì khó tạo một cơ hội gặp gỡ bất ngờ. Chứ cha bất ngờ gì quá nè. Ở bất ngờ tôi gì? Xin lỗi cô, anh Hàng Mặc Tử đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Dạ còn với bà. À, dạ xin lỗi. Vậy với cô, tôi thành thật chia buồn vì cô đã gặp tai nạn trên đoạn đường chạy đua đã gần tới mức. Hồng Sương, cô ấy nói với ngụ ý gì vậy? Ôi, những con ngựa bị loại ra khỏi vòng đua thường ganh tị với đồng bọn bằng cách chờ dịp sơ hở nào đó để ngửa cổ lên trời cất tiếng hí huynh quang kiêu ngạo vậy mà. Chữ nhỏ. Em nói lại càng khó hiểu hơn đó. Chuyện không có liên hệ gì đến anh, anh cũng đừng nên tìm hiểu. Nè cô, tôi cần gặp anh Hàng Mặc Tử. Gặp anh Hàng Mặc Tử? Phải. Chà, đêm nay trăng sáng quá, không chừng ảnh cùng bạn gái của ảnh đi tìm nguồn thơ ngoài bãi biển Quy Nhơn rồi. Chắc là đi với Mộng Cầm. Chắc vậy. Xin lỗi anh Tùng, em phải đi gặp đứa cháu gái có chuyện gia đình nhắn tin về gấp. Dì Út, Mộng Cầm. Em ở đây, anh đi tìm Hàng Mặc Tử.
Hồng Sương, anh hy vọng mộng ước em sẽ được toại nguyện. Cô. Dạ. Hồi nãy cô đưa tôi vô. Dạ, bây giờ tôi đưa ông ra. Ai đó gì? Bác sĩ Tùng, bạn của Hàng Mặc Tử. Còn cô gái đó là ai mà sức sượt như vậy? Dạ, cháu cũng chưa có hỏi cô gái đó là gì của Hàng Mặc Tử nữa. Theo dì nghĩ thì sự khó chịu phát sinh bởi một nguyên nhân đố kỵ ghen hờn. Không lẽ Mai Đình cũng yêu Hàng Mặc Tử sao? Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như gì? Dì, dì làm sao vậy? Mộng Cầm, cháu hãy nhìn vào mắt dì và trả lời cho thật. Cháu đã yêu Hàng Mặc Tử phải không? Tại sao cháu lại không trả lời? Cháu cứ trả lời đi. Cháu yêu Hàng Mặc Tử phải không? Câu hỏi của dì đột ngột quá, làm cháu xin phép cho cháu được ngờ vực cả dì. Mộng Cầm, cháu cứ đứng lại đây và trả lời cho dì nghe. Nhưng dì là dì của cháu mà. Trên thế gian này thiếu gì chuyện xảy ra, nhưng mối tình ngang trái, người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau. Lời gì nói ra cháu không hiểu kịp, hay là gì để yêu ai? Chuyện con tim đâu có chi rằng là vì có quyền yêu cũng như cháu đã yêu đắm say yêu tha thiết một người. Vì Út ơi tứ chị cháu như đã rụng rời, xin vì chớ nói cạn lời. Linh tinh bảo rằng cháu đoán không sai, vì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi. Nghĩa là cháu với dì yêu có một người thôi. Dì Út. Dì đau lòng không ít khi phải nói ra sự thật. Cháu cũng chẳng nên trách gì, bởi vì dì không phải là kẻ đến sau. Cháu biết rồi, dì đừng nói nữa, cháu biết dì đến trước. Nhưng từ khi cháu đọc thơ của Hàng Mặc Tử, chạy kiếm Hàng Mặc Tử, rồi đến cảm mến, đến mơ tưởng nhà thơ Hàng Mặc Tử, bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây? Dì Út, bây giờ cháu làm sao đây? Cháu phải về. Ba má cháu bảo dì ra đây để tìm cháu về. Về ba má cháu à? Phải, cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàng Mặc Tử cũng không có quyền đêm từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển. Vì mỗi người đã có một bổn phận. Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về để đền ơn cho cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, 20 tuổi đầu rồi, không thể nào ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân. Dì kêu cháu về vì chuyện đó thôi sao? Phải. Rằm này bên đàn trai xin đem trầu cao tới dạm ngõ đi xem mắt cô dâu, cháu không thể nào vắng mặt được. Dì Út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ tới tương lai của cháu, hay dì đã lợi dụng một quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh? Mộng Cầm, dì phải cho cháu nói, cháu cảm thấy sự lo lắng của dì có ẩn chứa một cái gì không minh bạch. Mộng Cầm, dì cấm cháu. Một tên tử tội trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho ăn một bữa ăn vĩnh biệt. Còn gì? Trước khi đóng khung cuộc đời của một đứa cháu, sao gì không cho nói một vài câu? Để mai mốt này gì cháu cũng phải xa nhau, bên hạnh phúc chồng con, cháu với gì còn có chuyện vui buồn để ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ niềm thương vào tận đáy tâm hồn. Vì tạo ra cảnh biệt ly mà cháu không thể quán hay hơn. Vì lo cho cháu được vuông tròn hạnh phúc, hay vì xô đẩy cháu của dì xuống đáy vượt sâu. Ở địa vị cháu, dì sẽ nghĩ sao?
Nếu cháu bảo rằng vì đoạt tình yêu của cháu, vì đã lấy quyền quy làm trò gian lận, trong cuộc chạy đua đến cuối nẻo đường tình. Những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già nua gì dai dế. Dì với cháu nghe tuổi tác tưởng chừng xa cách lắm, nhưng thực tế thì cháu với dì trên lệch có bao nhiêu đâu. Cháu không cần biết dì có quen Hàng Mạc Tử bao lâu, trường hợp nào trở nên thân thiết. Cháu không cần soi gương điểm tô sắc đẹp để so sánh cháu với dì ai nhan sắc hơn ai. Dì biết yêu, cháu cũng biết yêu. Nếu cháu được làm gì, cháu dần cho cuộc chạy đua tiếp tục, để tới mức ăn thua xem ai thắng bại giữa tình trường. Cháu muốn như vậy lắm phải không? Được rồi, dì cũng xin được chiều theo ý của cháu. Nhưng cháu đừng quên sẽ gặp nhiều trở ngại, vì sợ dọc đường cháu bỏ cuộc mà thôi. Trở ngại mà dì vừa nói có phải là việc cưỡng bức cháu về Phan Thiết cho người ta thấy tận mặt, xem tận mắt cái dung nhan này phải không? Cháu đừng đem niềm kiêu hãnh đó mà nói với dì. Dì đã bằng lòng cho cháu ở lại Quy Nhơn, có nghĩa là dì muốn cháu phải nói với dì một tiếng nói chân thành, để rồi dì sẽ bỏ dở cuộc đua cho cháu một mình đi tới mức. Dì Út, nghĩa là dì đã nhượng bộ. Dì Út, không phải nhượng bộ. Móng cầm, móng cầm ơi bởi thương cháu vì phải sinh, dù đơn đau cũng chịu lấy riêng mình. Cháu yên lòng đừng bi lụy mà chi. Nợ duyên cho cháu được vuông tròn, vì ra đi với muôn vàn nỗi sầu thương. Vì Út ơi bởi lo cho cháu được vuông tròn, vì đêm u buồn chung vô tận tâm. Xin lỗi, sự có mặt của tôi ở nơi đây có làm trở ngại câu chuyện tình yêu của hai người không? Tất nhiên là không. Bởi cô với chúng tôi không cùng đi chung một đoạn đường thì sự trở ngại không bao giờ có được. Và cô không phải là người yêu của Hàng Mạc Tử. Không, tôi không yêu Hàng Mạc Tử. Tôi chỉ yêu anh Trí mà thôi. Cô cũng yêu Hàng Mạc Tử à? Không được sao cô? Được chứ. Nhưng... nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như hai dì cháu nhà cô. Vậy thì tốt hơn là tôi khuyên cô nên bỏ dở cuộc đua, để cho cháu của cô không gặp điều trở ngại, có phải vậy không? Thà là bỏ cuộc dở dang hơn là phải rước lấy đau thương thảm bại. Tôi thương hại cho cô mới khuyên nhủ, chứ chẳng phải tôi ghét bỏ dì cô đâu. Cảm ơn cô. Dù biết rằng tình yêu ấy chỉ là thứ tình yêu vô vọng, tôi đã sống bên anh như hình với bóng, dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non. Trọn cả đời tôi
mắt không quá tầm vượt lũy tre xanh. Với tuổi dài khờ 14, 15 đã biết thương anh với mối tình trong trắng. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đến tranh giành. Hàng mặt tử chưa phải là của riêng ai cả. Một món đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm, không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân. Tôi thì không cần phải nói gì thêm nữa, vì câu nói của cháu tôi là một câu nói thông minh. Ngày nay hai cô xem được viên ngọc quý là nhờ có bàn tay người thợ dồi mài. Tôi không dám bảo nhờ tôi mà anh mới thành tài. Nhớ cái ngày anh nghèo muốn làm thơ mà không có tiền mua giấy viết, chính tôi là người phải chạy phải lo. Bài thơ đó tôi còn giữ đi nè hai cô, 5-7 năm rồi đã nhạt nhòa nét chữ. Nhưng sâu nặng trong tôi tình xưa nghĩa cũ, nếu tôi đưa cho anh coi chắc anh cũng không ngờ. Rồi sao cô không đưa cho anh coi mà cô khoe với chúng tôi để làm gì? À, để xin được lòng thương hại à. Nếu tôi có xin, tôi xin cô này nè. Chứ còn cô, hình như tôi thấy cô cũng không có chỗ đứng trong trái tim của anh Hằng Mặc Tử. Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu phải tờ giá thú. Ở đây không phải phiên tòa để cô trưng ra bằng cớ. Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ ai đâu, nói đúng ra đang có cuộc tranh chấp tình yêu. Mà còn gọi là tình yêu thì chưa có gì bảo đảm, khi tôi với cô chưa giáp mặt người tình. Khi chiến trận tàn phải có một kẻ hy sinh, tôi với cô chưa biết ai là người mang niềm đau hận tôi. Nếu biết ra quân là đêm về chiến bại thì lâm trận làm gì cho mang hại vào thân. Tôi tin chắc với tình yêu, tôi sẽ thắng các cô ở trận cuối cùng, dù lúc đầu vào trận đấu tôi là người đầu tiên thảm bại. Thôi vậy thì tốt hơn là xin các nữ thiên binh thiên tướng để lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội. Trời ơi, trời không mưa không gió mà thiên binh xuất hiện nhiều quá. Tôi e không khi nào gặp được thằng cháu của tôi nữa đâu. Anh Hằng Mặc Tử đâu rồi cậu? Đi rồi. Đi đâu? Sài Gòn. Đi Sài Gòn rồi. Chứ nó ở đây chịu đời sao thâu. Chịu không nổi nó mới lấy giấy xe lửa dông tuốt vô Sài Gòn rồi. Nhờ tôi về báo tin vui, mời bá quan ai về nhà nấy. Con người của Hàng Mặc Tử thì nghìn trùng xa cách, nhưng thơ của Hàng Mặc Tử vẫn ngự trị trong tim của Mộng Cầm. Tình yêu của ta đối với Hàng Mặc Tử không trọn vẹn. Ta sẽ tìm đến một tình thương thiêng liêng hơn, cao cả hơn. Đó mới là một tình thương vĩnh cửu. Họ đã đi hết rồi. Cậu. Gì nữa? Con cháu sao giờ cậu? Đừng lo, bay lo phần hương quả. Lạnh gần chết mà cứ cẩu cẩu hoài. Giờ ngồi đi hoài sao cậu?
Ngồi đây không lẽ ngồi dưới đất, biết làm gì giờ? Làm sao gặp ảnh? Tao không chưa biết làm sao gặp nó. Rồi có tính làm sao đây? Chưa biết tính làm sao nữa. Trời ơi, cậu có chắc là ảnh nằm ở đây không? Ai biết. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ cậu mới đi Đà Lạt một lần. Cái xứ gì mà lạnh chịu không có nổi. Mặc ba cái áo, trùm thêm cái mền mà vẫn còn rung nè. Không biết mà cậu với cháu từ Quy Nhơn giờ đây làm chi vậy? Tụi báo ở Sài Gòn đánh dây thép ra biểu hàng Mạc Tử bệnh nặng, đi nằm ở dưỡng đường trên Đà Lạt. Không đi Đà Lạt là đi đâu, không lẽ đi Đà Nẵng. Nhưng biết ảnh có nằm ở dưỡng đường này không? Cậu hỏi rồi. Đà Lạt có hai dưỡng đường à. Một cái thì để cho sanh nở, một cái là trị bệnh. Không lẽ nó nằm bên chỗ sanh nở mày? Vậy thì chắc ảnh nằm ở đây rồi á. Ừ. Trời ơi, dưỡng đường gì mà ngồi cả buổi không có gặp một người nào để hỏi thăm nữa. Dưỡng đường này chắc trị bệnh giỏi lắm mà. Bệnh nhân vô nhiêu đứt bóng hết thì nó vắng teo. Có người tới rồi cháu ơi. Ông muốn nằm phòng nào? Ý chá. Ừ, thăm người mà họ cũng cho mình một cái phòng nữa. Tao khoái, ở đây có bộ lịch sự à cháu. Tôi hỏi ông nằm phòng nào? Tùy lòng tốt của cô. Muốn cho ông cháu tôi nằm phòng nào cũng được. Miễn có niệm, lạnh quá. Cả cô cũng nằm nữa sao? Vậy là hai phòng. Họ cho hai phòng luôn mày. Tao khoái, lịch sự dữ dội nha. Dạ cảm ơn cô tử tế quá. Tử tế gì đâu ông. Ông nằm thì ông trả tiền chứ bộ cho không được sao? Ừ. Ông nằm trên lầu thì 140 một ngày. Ừ. Còn nằm ở tầng dưới một ngày 80. Đây là dưỡng đường, ông muốn nằm bao lâu cũng được. Ông nằm tầng trên hay tầng dưới để cháu ghi. Thôi đừng ghi. Tầng nào cũng nằm không được hết trơn á. Cháu ơi, vậy là khỏi nằm dưỡng đường, ra nằm ngoài đường rồi cháu. Thôi đi cháu. Tôi bỏ ở đây không phải chỗ người nghèo nằm đâu. Không có nó ở đây đâu. Ông bệnh mà đi đâu vậy? Tôi bệnh rồi nào. Ông đang nóng lạnh mà. Ai nói với cô tôi nóng lạnh? Vậy ông trùm mền làm chi? Bộ ở đây cắm trùm mền hả? Ông và cô không phải là thân chủ của dưỡng đường này sao? Ai quen biết với ông chủ hồi nào mà thân với không thân. Cháu nói thân chủ có nghĩa là ông tới nằm dưỡng bệnh tại dưỡng đường này đó. Dưỡng bệnh chứ chữa bệnh sao mà nằm ngủ một đêm từ 140 đồng tới 80 đồng. Bộ cô tưởng ông cháu tôi giàu có lắm hay sao? Mà kề giao toan cắt cổ trong lúc tụi tôi đang rầu rĩ. Bỏ cửa bỏ nhà lên tận trên đây đi ô tô ray cũng mất 2 ngày. Vậy mà không biết nó ở nơi nào để mà gặp mặt nó đây. Ông định tìm ai mà vào đây không gặp? Tên họ là gì để cháu kiếm giùm cho. Nghe nói anh lên chữa bệnh ở trên này đã nửa tháng rồi phải không cô? Nhưng anh là ai, tên họ là gì, cứ nói anh hoài tôi biết đâu. Nói tên ra đi, ảnh hoài ai biết. Dạ, tên của ảnh là Nguyễn Trọng Trí. Biết hiểu. Mà người ta thường gọi ảnh là Hàng Mặc Tử. Xin lỗi, ông và cô là thân nhân của nhà thơ Hàng Mặc Tử à? Dạ, tôi là cậu. Còn Mai Định là... Giới thiệu là gì cháu? Thôi được rồi. Dạ, Mai Định là thôi được rồi. Trời ơi, vậy mà ông với cô không cho tôi hay liền. Anh Hàng Mặc Tử nằm trị bệnh ở đây vài tháng nay rồi. Thật vậy sao cô? Trời ơi, cậu ơi. Ừ? Tiền đâu mà anh nằm tới cả 100 đồng một ngày lận. Mà anh nằm tới mấy tháng rồi. Tao nghi nó trúng số độc đắc quá. Dạ, ảnh nằm khỏi tốn tiền. Ủa, nói vậy đây là nhà thương thí hả? Không phải thí, nhưng ảnh là bạn thân của bác sĩ giám đốc dưỡng đường này đó. Bác sĩ? Sao nghe bác sĩ cho tôi nhột vậy ta? Bác sĩ nào vậy cô? Dạ, bác sĩ Tùng. Bác sĩ Tùng? Tùng nào vậy cả? Ừ, có phải đa khoa mắt mũi không? Vâng, bác sĩ Tùng tới rồi kìa. Ý, Tùng đó hả? Đi tới tôi trốn. Ủa cậu Phố, cậu hết ra mắt một chưa? Hết rồi, khỏi rồi, chữa rồi. Ủa hết rồi sao, hai tay còn bịt mắt làm chi vậy? Ừ. À cô Lan. Dạ. Sửa soạn dụng cụ để tôi mổ bệnh nhân mới tới nha. Dạ. Đừng mổ, không có đau mắt mà mổ cái gì. Trời ơi, có mổ cậu đâu, cậu la. Ủa vậy hả? Dạ, cậu làm gì cậu chạy dữ vậy? Nghe nói cháu ở đây nè, cậu sợ cháu làm ẩu như hồi trước ở nhà ông bà Tham đó. Cậu tính cậu chạy trốn đó. Bữa đó cậu nháy mắt ra hiệu cho cháu đừng nói nữa. Cháu nhà đè cậu ra khám mắt à. Bữa đó cháu đâu có về, tưởng cậu đau mắt thiệt chứ. Nè ngồi đi cậu. Ủa còn cô gì mà tôi quên mất tên rồi. Chùa. Dạ. Ủa đình
À cô Đình. Dạ. Hồi đó ông Duy Nhân đưa tôi vô rồi đưa tôi ra đây nè đúng không? Dạ, dạ chào bác cô. Sĩ. Dạ. Cậu. Ừ? Hỏi thăm đi. Ý quên nữa chứ. Cháu ơi, Hàng Mặc Tử bệnh sao nữa cháu? Dạ, cậu còn ở đây chơi lâu mà cậu. Làm sao mà ở chơi lâu được? Cậu phải về nhà lo nhà cửa nữa. Có Mai Đình nó ở đây nè. Cháu, nó bệnh sao cháu nói với Mai Đình để Mai Đình nó lo. Dạ, anh bệnh... Trời ơi, đau bệnh hai cái nó giống nhau rồi. Bệnh gì thì nói tao nghe đi. Sao mày cứ nói lôi thôi? Tao hiểu không ra. Nó bệnh hay đau thì cũng phải nhờ mày. Tình bạn lâu năm thâm niên cô đê, số kiếp nó nghèo cháu được giàu sang. Nó đau bệnh mà cháu muốn giấu bằng. Ảnh nóng lạnh hoài và nhất tuệ nhất xương, ê ẩm cả mình cháu đoán bệnh hoài mà chưa ra. Nó bị ban cua hồi nhỏ một lần, nó đâu có luôn tuồn mà một tủy một xương. Xin cậu chớ lo, cháu hứa tận tâm, thử máu cho anh sẽ biết bệnh tình. Kết quả y khoa phân loại vi trùng trong máu Sài Gòn phân tích sẽ biết bệnh ngay. Còn bây giờ thì cháu đành chịu bó tay. Căn bệnh lạ lùng từ trước tới nay, chưa gặp lần nào cháu cũng nghi nghi. Chúng tôi ở xa nên trong sự cây nhờ bác sĩ tận tình chữa trị giùm anh. Cậu Phú và cô cứ an tâm đi. Ở đây tôi có đủ khả năng chữa trị mọi căn bệnh, ngoại trừ những căn bệnh di truyền như thưa là... Thưa bác sĩ, có rồi. Viện Bách Tư Sài Gòn có gửi ra giấy xét nghiệm về bệnh trạng của Hàng Mặc Tử. Trùng Ha Sen. Vô lý. Vô lý thật. Cô Lan. Dạ. Bác sĩ Hậu còn ở trong phòng khám bệnh không cô? Dạ còn. Nhờ cô mời bác sĩ Hậu lên phòng thí nghiệm gặp tôi ngay bây giờ nha. Dạ. Anh này cô Lan nè. Cậu Phú, cậu theo cô Lan vô trong phòng của Hàng Mặc Tử chờ cháu một chút nha. Dạ mời ông. Bác sĩ, anh Trí sao bác sĩ? Anh có sao không bác sĩ? Cô Mai Đình, mời cô theo tôi đến văn phòng. Tôi cần có chuyện nói với cô. Mời cô. Dạ. Mời cô ngồi. Cô Mai Đình, trước khi nói chuyện này với cô, tôi khuyên cô hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và can đảm để nghe tôi nói cô nhé. Vâng. Tôi biết cô là người có nhiều cảm tình với anh Hàng Mặc Tử, nên tôi mới mời cô vào đây để nói riêng cho cô biết chuyện này. Sau khi thử máu thì kết quả cho biết trong máu của anh Hàng Mặc Tử có di trùng Ha Sen, tức là di trùng của bệnh phong cùi đó. Cô Mai Đình, bình tĩnh đi cô. Chúng ta là những người bạn thân của anh Hàng Mặc Tử. Cố nhiên, ai cũng phải đau lòng khi biết ảnh mang chứng bệnh nan y này. Phần tôi cũng lo cho anh ấy hết sức của mình. Bây giờ đã đến lúc anh ấy phải về quê tịnh dưỡng. Tôi nghĩ, với chứng bệnh nan y nguy hiểm này, rồi đây, mọi người sẽ từ từ xa lánh ảnh cô lại. Còn chứ bác sĩ, còn có tôi, có cô. Tôi tình nguyện đứng ra làm việc đó. Cực khổ và nguy hiểm lắm cô Mai Đình à. Tôi biết, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi thành thật ngợi khen sự hy sinh cao quý của cô. Lát nữa cô về quê, tôi sẽ gửi cho cô hồ sơ bệnh án và toa thuốc. Tôi sẽ biếu cho anh ấy một số thuốc. Cô cứ coi thuê toa mà cho anh ấy uống hàng ngày nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Điều quan trọng là cô đừng bao giờ cho anh Hàng Mặc Tử biết bệnh trạng của ảnh nha cô. Vâng. Tôi còn phải đi khám bệnh cho người khác. Chào cô.
Thế nào, anh bằng lòng cho phép em về rồi chứ? Nếu cần em cứ về, còn bảo bằng lòng thì anh không muốn xa em dù một bước. Nhất là sáng nay, anh cảm thấy trong người anh bớt đau đớn nhức nhối so với tuần trước. Ngược lại, mỗi lần thấy anh đau nhất là tim em như đau buốt. Đã qua rồi em à, ngày ấy đã qua rồi em à. Như anh có cảm nghĩ rằng đây là một thời kỳ ủ bệnh của anh, cũng như ngọn đèn sắp tắt, nó lé lên, nó phực cháy để... Anh đừng nói. Thôi, anh không nói nữa. Sao anh nhìn em vậy? Em, trời sinh ra em để em mặc chiếc áo tím màu hoa cà này. Nếu sự kiều diễm của em trên mặt đất này không do ý Chúa sắp đặt, thì làm sao có được hàng mi, mái tóc, còn mắt em? Nếu hàng mặt tử lọt vào đây thì không thể nào dùng giấy ra được. Tình yêu sẽ làm cho người ta chấp cánh và bay bổng, phải không anh? Còn hơn thế nữa em à, nếu tình yêu đó là mộng cầm, sẽ làm cho con người ta bay lên chín tầng mây. Anh, bao lâu rồi mình không đi vào bãi biển Quy Nhơn anh hả? Đã 2 tuần trăng rồi em. 2 tuần rồi. Em hy vọng tuần tới mình sẽ đi dạo trên bãi biển. Thôi, bây giờ em về ha. Tuần sau rồi em gặp lại anh. Những gì của tuần tới cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh bác sĩ, từ giờ phút này cấm mọi sự thăm viếng. Tất cả hay là... Dạ, chỉ đặc biệt dành cho những thân nhân có người bệnh nằm ở phòng đặc biệt. Anh nằm phòng nào? Dạ, dạ xin lỗi cô Lan chứ, dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt vậy cô Lan? Dạ, có một phòng duy nhất. Và ngoài thi sĩ ra, không có một bệnh nhân nào được nằm ở phòng đó. Cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi? Dạ thưa, đó là lệnh của bác sĩ. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Tôi cần gặp bác sĩ Tùng. Hiện giờ bác sĩ Tùng đang nghiên cứu về bệnh trạng của anh. Và anh cũng đang ở trong tình trạng giới hạn tới mức tối đa về sự tiếp xúc với người mạnh khỏe. Dạ thưa cô nói thế có nghĩa là sao? Tôi như thế nào mà phải ngăn cấm, phải... Vì nghề nghiệp của một y tá không cho phép tôi được nói những gì tôi có thể nói. Nhưng tôi cũng có thể cho anh biết rằng kể từ hôm nay anh không có quyền tiếp xúc bên ngoài. Đó là lệnh trên của bác sĩ, xin anh hiểu giùm cho. Bệnh tình tôi thấy giảm bớt, không còn đau đớn nhức nhối. Đâu có lẽ nào nghe cô nói tôi lại càng hoài nghi. Gần 10 năm nay tôi hành nghề trong dương đường này. Có nhiều bệnh nhân khi tin tưởng bệnh tình đã giảm duyên. Nhưng chính là lúc bóng phát tàn phá ở trong cơ thể, không biết đâu dừng, chính là trường hợp bây giờ của anh. Xin cô và anh vui lòng cho tôi được làm bổn phận. Vừa rồi cô bảo cho phép tôi được nói những gì mà tôi sẽ nói ở tuần sau. Vậy tôi xin cô cho tôi nán lại phút giây để nói những lời nói đó với Hàn Mặc Tử. Có tiếng chuông ngoài phòng trực gọi tôi. Hàn Mặc Tử, anh dâu em, anh mang căn bệnh trầm trọng lắm phải không? Vì sao họ lại ngăn chia hai đứa mình qua hai lối rẽ? Anh mang trầm bệnh gì? Mộng Cầm, Mộng Cầm ở giờ này anh cũng không biết anh mang bệnh gì nữa. Chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng vì bệnh trạng của anh. Khi đau đớn là 10 phần thuyên giảm. Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống, khi mạch máu anh còn lưu chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình anh đang có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khắc sẽ đưa anh về coi chết? Hằng Mặc Tử, anh đừng nói nữa, em sợ lắm, em sợ lắm rồi. Những tiếng từ ly Mộng Cầm, em vì đâu hai đứa mình cách xa.
trong gió lời thảm thương hoài. Hồn thơ anh sẽ dệt khắp nẻo mơ. Nào lòng em lắm người ơi. Mong cầm ơi, nếu sợ tiếng từ ly thì hãy về đi cho anh gói tròn thân phận. Vì trọn cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên chẳng dám chở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng. Mộng cầm ơi, có phải đêm nay là 16 trăng tròn, ai sẽ thay anh làm thơ ca tùng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên mà treo chơi với trên bờ liễu ru, thấm lạnh vào hồn sương đêm nhỏ giọt ướt mái tóc xanh của cô gái xuân thì. Anh bờ cát dài đưa lối đến tình yêu, đâu cả rồi những kỷ niệm đầu tiên, hãy cho em nghe lại một dần thơ sầu buồn. Mộng cầm ơi, lần sau chót anh đưa em ngược về dĩ vãng, để đừng đón tương lai gì chẳng đến bao giờ. Biết số kiếp về đâu mà em đợi em chờ, có lẽ là anh phải xa em vĩnh viễn, trên cõi trần này mình chẳng thấy mặt nhau. Hoặc họ sẽ đưa anh đi tận nẻo trời xa, ôm ấp mảnh hình hài không người lui tới. Thì mong cầm ơi, đây là giây phút cuối, thay tiếng ta từ rồi đoạn tuy tình buồn. Mong cầm, thôi thì những bài thơ anh làm tặng riêng cho em đó, em hãy xem như di vật cuối cùng anh để lại cho em. Hàng Mặc Tử, anh hết yêu em rồi sao? Ai cầm được tình yêu qua những dần thơ còn canh nhờ sống. Em còn đấy, anh còn đó. Trăng chưa sầu liễu chưa rủ, tóc còn mềm như mặt suối yêu thương. Nhớ thuở nào ngồi đợi trăng lên trên bãi vắng, anh bỏ trốn để một mình em ngơ ngác nẻo trần gian. Réo gọi tên anh cho mờ đôi mắt lệ trăng vẫn còn soi, em lại ngỡ trăng tàn. Sương thu Đà Lạt buồn hiu hắt, trăng dở lâu rồi mộng cũng tan. Rồi đây trong những đêm tàn một mảnh trăng vàng, anh biết bán cho ai? Anh, bây giờ em về. Em về. Em sẽ trở lại gặp anh. Anh chờ em.
Anh Hàng Mặc Tử. Kìa, Hồng Sương. Phải, tôi. Trời, Hồng Sương bây giờ là... Là một nữ tu đã gửi lòng tin cho Đức Mẹ. Thật tôi không ngờ. Phải, anh ngờ sao được. Cũng như làm sao anh ngờ được hôm nay có một vị phước vào tận dưỡng đường để viếng thăm bệnh nhân Hàng Mặc Tử. Nhưng tại sao... Tại sao Hồng Sương lại... Lại đi tu có phải không? Tôi đã giữ lời hứa với Mộng Cầm. Tôi sẵn sàng nhường tình yêu cho nó, để tình dì cháu luôn còn nguyên vẹn. Xin Hồng Sương hiểu cho, dù là thi nhân, tôi cũng chỉ có một trái tim, không thể nào chia năm xẻ bảy. Tôi hiểu anh, và tôi tin rằng giờ này anh cũng đã hiểu tôi. Thôi, Hồng... xin chào anh và chúc anh mau bình phục. Hồng Sương, Hồng Sương đi vội như vậy sao? Giữa chúng ta không còn gì để nói. Anh hãy giữ kỷ niệm đẹp ấy vào tâm hồn nếu anh cho là đẹp. Còn tôi, tôi đã có nguồn an ủi. Đó là một tình yêu cao cả thiêng liêng. Nhiệm màu sáng loa hào quang, không như tình yêu của thế gian. Lâm phù phàm trái ngang, có nhiều đêm nhớ tới chuyện buồn, thì cõi lòng bỗng dưng xe lại những qua về. Phải, hiện tại đôi khi cũng buồn, nhưng phải cố mà quên. Thôi, chào anh, nhờ Đức Mẹ ban phúc cho anh. Hàng Mặc Tử, hôm nay mày thấy trong người có khỏe không? Tùng, mày nghe tao hỏi, tao đã gần chết rồi phải không? Tim ông tao đã tan nát hết rồi phải không? Tao đã lao tổn đến ngày tàn rồi phải không? Tại sao? Tại sao mày chữa trị một bệnh nhân mà mày không cho bệnh nhân biết nguyên nhân của bệnh trạng? Tại sao mày ngăn cấm tất cả mọi tình thương đem đến? Tùng, mày là bạn của tao, hay mày là tình địch của tao rồi? Hàng Mặc Tử, mày điên rồi, điên rồi. Tao điên, tao điên. Mày là bạn tao, mày là bác sĩ, mày bảo tao điên. Tùng ơi, tao điên, Tùng. Tao điên mà tao còn nhớ đến tên của mày đây thì chưa phải là tao điên. Tao còn nhớ tên tao thì chưa hẳn là tao điên. Tao còn biết có hai dì cháu yêu, chỉ có một tình yêu mà người yêu ấy lại là tao. Nhưng một người hy sinh thân phận nhường cho cháu trọn hưởng niềm vui, nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn. Mày là bạn tao, lại là bác sĩ, mày giấu quanh không cho tao biết bệnh gì. Còn mày, mày yêu hả?
hồng sương mà không nói thẳng với nàng. Mà mày, mày lại nói với tao rằng mày với nàng là đôi bạn chi thân. Thiệt, tao rất xót đau, nhưng tao khuyên mày đừng nghĩ dơ dẫn mà dao động tâm thần. Mày càng khuyên tao càng thấy tủi thân. Tùng, tao vừa nói gì hả Tùng? Càng lúc tao thấy tao càng quẫn trí. Mày đừng buồn tao nha Tùng. Mày về phòng nằm nghỉ đi, ở ngoài này sương xuống lạnh. Tùng, tao đi đi. Tình yêu
ấy mong manh, hồn ta chắp cánh bay đi. Trí, mày tỉnh rồi phải không? Mày làm tao bối rối quá Trí à. Anh nè, tao báo cho mày biết, cô Mai Đình đã tới thăm mày rồi đó. Tao biết rồi. Ai nói cho mày biết cô Mai Đình đến đây? Cô y tá Lan phải không? Không. Cái này nó nói cho tao biết đây. Tùng, mày biết không? Lần về Quy Nhơn kỳ trước, tao đã mua chiếc giỏ này tặng cho Mai Đình. Nàng ôm chặt vào lòng như đón rước một báu vật. Tao còn nhiều bệnh nhân chưa khám bệnh, tao phải đi gấp. Thôi, xin lỗi nghe Trí. Cô Mai Đình, đã đến lúc cô được chứng minh sự hy sinh và lòng can đảm của cô, sự chung thủy của cô. Kể từ hôm nay, tôi nhờ cô nuôi dưỡng giùm cho nó. Chúc cô nhiều can đảm. Chào cô. Mai Đình, em đến thăm anh đó hả? Ngồi xuống đây đi em. Em đi đường mệt lắm phải không? Ngồi xuống đây đi. Hồi nãy Tùng nó nói gì với em phải không Mai Đình? Anh nhờ em săn sóc cho anh. Không cần đâu em. Ở đây có nữ điều dưỡng, có y tá, có bác sĩ rồi. Những người đó không thể săn sóc anh được nữa. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó phải không? Em không đòi hỏi. Anh Trí, anh có biết rằng rồi đây người ta sẽ xa lánh anh không? Rồi đây người ta sẽ không còn ai ở gần bên anh được nữa. Vì... Trời ơi, đến giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta buộc tôi phải xa lánh mọi người. Người ta bắt tôi phải cô độc. Nhưng còn có em bên anh. Bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu một ngày nào đó người ta nói rằng tôi mang một căn bệnh nan y không thể nào chữa trị được, người ta nói rằng tôi mang một căn bệnh cùi hủi gì đó, thì liệu Mai Đình có ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời không? Anh Trí, để em gọt cam cho anh ăn nha. Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Nhơ nhớp lắm phải không? Tàn tạ hết rồi phải không? Anh Trí, anh ăn cam đi anh. Nhơ nhớp lắm phải không? Trời ơi, cuộc đời của tôi như cái xác cam này sao? Anh Trí, hy sinh cái gì, tình nguyện cái gì, thế gian này là giả dối hết. Hãy về đi, hãy để cho tôi yên. Về đi. Anh Trí. Anh Trí. Tôi thiệt là vô lý quá. Anh thành thật xin lỗi Mai Đình nha. Dù sao thì Mai Đình cũng từ Quy Nhơn khăn gói lặn lội vào đây để thăm anh. Đáng lý ra những lời hờn trách vừa rồi anh nhường cho những câu an ủi, đằng này anh lại xua đuổi em. Đừng giận anh nghe em. Nín đi em. Nín đi em, đừng khóc nữa. Cậu Phú đâu rồi em? Dạ cậu Phú vừa ra chợ. Sao em không đi với cậu ấy? Ngoài chợ Đà Lạt vui lắm. Em ở đây làm gì? Em ở đây em không quen với nỗi buồn của bệnh viện đâu. Em không ham vui. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em cũng làm thơ nữa à? Ở gần bên anh riết rồi em cũng quen. Em đã làm quen với nỗi buồn từ thơ ấu. Và biết đâu em sẽ còn buồn nhiều hơn cho đến hết cuộc đời. Nỗi buồn của em to lớn quá. Anh tưởng là anh mang kiếp thi nhân là sẽ gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ.
Không ngờ còn một người cùng gánh vác với anh lại là em. Anh Trí. Mọi người đều gọi tên anh là Hàng Mạc Tử. Sao Mai Đình mãi kêu tên tục của anh? Vì em đã quen với cái tên chôn nhau cắt rúng của anh rồi. Hay nói đúng hơn, đó là tên khởi đầu tình yêu của em đối với anh. Ngày nay có được tên Hàng Mạc Tử là nhờ ngày xưa, ngày mà anh làm thơ không tiền mua giấy mực, em đã trẻ ông lấy tiền mua giấy viết tặng anh. Em có đem cái đó theo không em? Anh bảo đem cái gì? Bài thơ năm cũ. Bài thơ ấy bây giờ quý hơn lúc nào hết. Anh muốn xem lại nó, cũng như anh muốn nhìn lại khuôn mặt của em 5 năm về trước. Bài thơ năm cũ đâu rồi? Cho anh xin lại mảnh đời ngày. Trí, chào. Cậu, chuyện gì cậu khóc gì cậu? Cậu Phú. Nhớ mày quá, thấy mặt mày, tao mừng, nước mắt nó chảy rồi. Cậu Phú, cậu đi đâu mà cháu tìm cậu từ nãy giờ vậy? Cậu, má cha nhà khỏe không cậu? Khỏe, má mày nói thôi bệnh thì về nhà trị bệnh. Nín, giờ tao chỉ huy nha. Mày nằm đây người ta không lấy tiền ha. Bây giờ mày ra viện rồi thì tao cũng phải đi chợ mua mấy con gà biếu người ta đi thảo. Cậu ừ? Cháu không đủ lòng dạ nào nói với anh là anh bị bệnh phong cùi đâu cậu. Thì tao đứt từng khúc ruột nè. Thôi ở đây nha, tao đi lên lấy giấy ra viện cho nó. Đây là thuốc của bác sĩ Tùng gửi cho anh Tử. Thuốc này mỗi ngày mỗi uống. Còn mấy thứ này khi nào anh nhức nhối thì cho anh uống một viên. Nhớ một viên thôi nhé. Nhớ là thuốc này uống theo lời dặn của bác sĩ. Còn đây là thứ thuốc an thần cho anh uống mỗi đêm. Bác sĩ Tùng có dặn hồ sơ bệnh án đừng cho anh Trí xem nhé. Tôi đi nhé. Cái gì đó? Đừng. Cái gì đó đưa tôi coi. Đừng anh Trí. Đưa anh coi. Không. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt con rồi. Anh Trí. Tại sao? Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc bệnh phong cùi? Tại sao người ta đưa giấy kết quả khám nghiệm cho Mai Đình mang đến? Tại sao? Tại sao? Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Anh sẽ về quê hương
có một mái đình, người mà tôi bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Hãy gọi tên anh là Hàng Mạc Tử. Hàng Mạc Tử. Phải. Ba tiếng đó như trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cát, chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc, làm tiêu tan sụp đổ những thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Mai Đình em, Mai Đình em đang hờn trách anh đó phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Anh Trí, anh Trí. Mai Đình ơi, em đừng nói gì hơn nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tương ngộ đau thương. Hàng Mạc Tử chỉ là một bút danh, người đời có thể quên đi khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là phế nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên anh bỏ quên em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Trí, anh bây giờ là của Mai Đình rồi. Anh hiểu không? Anh hiểu điều em nói không? Mai Đình, em. Anh Trí. Thôi, chút chút vậy thôi.
về đến quê hương mặc sức tâm tình. Chuẩn bị đi đi con, đúng 12 giờ trưa nay tàu chạy rồi đó. Cậu, nhưng bây giờ làm gì có xe lửa hả cậu? Nói vậy cho tao mướn xe lô ca xăng rồi. Thôi chuẩn bị đi đi, bác sĩ Tùng đợi cháu ở ngoài ga. Mai Đình và cháu đi trước nha. Còn cậu? Còn cậu thì ở lại đi sao? Cháu đã biết cậu ở lại để làm gì rồi. Biết rồi thì đi đi, còi súp lê hồi thứ nhất rồi đó. Bận áo vô cho nó, lạnh lắm. Quấn khăn. Rồi vỏ để tao. Đi đi. Đi anh Trí. À, thôi đi em. Cảm ơn Chúa đã cho hai trẻ được gần nhau. Cậu, anh Hà Mặc Tử đâu rồi cậu? Bệnh tình ra sao? Nó gần nó xa, hôm qua nói thật, nó bị bệnh vĩnh biệt tình yêu. Hả? Thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia,
trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mặc Tử này còn đâu? Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang, mộng cầm hơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình ta lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn vào cô đơn đất quê nhân gầy đón chân chạm đến người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa chốn hoàng liệt.